Mình trên cái biển rồi. Mình trên biển rồi, mình đi câu cá thôi ha. Yeah. Let's go. Let's go, đi đâu vậy? Lobby. Lobby. Yeah. That was fun. Mommy, ơi, mommy chậm đi. Đi. Abby làm gì vậy? Abby doing digging. I want to dig. Oh, I found a red thing. Where did it go? Okay, then dig. Hey, I found a shell. Wow, I found a shell. Yeah. Yeah. Do you like the shell? Mm-hmm. Yeah. What? Ở đây là chỗ chơi của mấy đứa con nít đó. Abby ơi, Abby qua đây tụ xuống lẹ chơi lẹ đi ra câu cá con. Go. Mang the ball. Yeah. Yeah. Abby. We are swimming. I like it. Yeah, that's good. Up. Why stop? From a swing and swing. Swing. Abby sợ hả? Abby không có sợ nữa. Vậy con có sợ nữa hả? Yeah, mama. Nhanh lên, làm nhanh lên. Rồi đi xuống đi con. Không muốn chơi nữa. Chơi nữa hả? Yeah, Abby thích quá. Abby thích quá hả? Yeah. Okay, thì mommy chơi nữa nha. Hitting back. Huh? Hitting back. Đây là cây cầu mình đi sẽ đi ra câu cá. Rồi biển này có một cây cầu cho nên mình sẽ đi ra ngoài đó mình câu cá được. Mình đứng trên cầu thì mình không có cần phải có license câu cá gì hết. Đây nè, có mấy người người ta đang đứng câu cá đó. Ở ngoài đó có một cái nhà hàng nữa, một chút nữa sẽ đi ra. Bây giờ cho Abby chơi lay ra một chút xíu. Cả đống người đứng trên cầu để câu cá luôn, với người ta đi ra chơi. Ở trên đó có một cái nhà hàng, mình lên mình ăn cũng được. Ở đây câu cá nhiều, cá nục lắm. Một chút nữa mình sẽ quay khi mà cái người ta cắt được con cá nục. Ok, ai bị mắc chơi rồi. Bây giờ Abby có bạn rồi, có một đứa bạn rồi.
cho nên nó chờ đòi chơi đây, nó không chịu đi ra. Hurry up. Okay, I know. Nó chờ lặng đẹp quá kìa. Đẹp quá không con? Dạ đẹp. Dạ, con. So beautiful. Đi cái gì á?